Anh chị sẽ là người đến sau khi mà bỏ lỡ qua video ngày hôm nay. Anh chị một căn nhà rất là đẹp luôn, sở hữu diện tích rộng nha. Quý anh chị mình không mua là lỡ mất ngay cơ hội luôn nha. Thì trong video ngày hôm nay nè, em Dư sẽ gửi đến quý anh chị mình một căn nhà nè, ở thiết kế rất là đẹp quý anh chị, kiểu máy hợp luôn. Và ở đây á, thì em Dư xây dựng là hai căn nha. Và đã bán hết một căn bên tay phải của em rồi, chỉ còn một căn này duy nhất thôi. Với diện tích căn nhà mình á, là ngang 5, chiều dài là 21 m. Nhà thì được thiết kế là một trệt một lầu, gồm 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh luôn nha quý anh chị. Và đường phía trước nhà của mình ở đây là đường ô tô luôn nha. Ở khu vực của mình là đông dân cư hiện hữu rồi. Thì căn nhà của mình thì là sổ hồng riêng, vị trí là nằm ngay trục đường Đinh Đức Thiện nha. Từ Đinh Đức Thiện cô chú anh chị mình di chuyển vào tới cái chỗ khu nghiệp Khôi Tràm, chợ Trung Thành là tới nhà mình luôn. Đó, thì bây giờ em Dư mời cô chú anh chị mình tham quan nhà đi, thì một lát nữa trong video á thì em Dư sẽ báo giá cho anh chị mình biết luôn. Giá rất là hấp dẫn so với thị trường lúc trước nha quý anh chị. Thì ở đây á, thì trước khi bước vào nhà mình nè, đây thì em có trang bị cho mình lớp cửa cổng quý anh chị, cửa là bằng sắt hợp cho mình, đã có sơn tĩnh điện chống đi sét luôn nha. Lớp cửa bốn cánh nè, rất là chắc chắn và kiên cố luôn. Đây là trụ cột cổng nè, em Dư làm rất là kiên cố nha, có vòm mái cho mình, có đèn kiểu hết nha quý anh chị. Thì tiến vào bên trong đây á, sẽ là khoảng không gian sân trước của nhà mình nha. Sân trước ở đây đó thì quý anh chị mình thấy đó, rất là rộng luôn. Vậy đây quý anh chị mình thấy đậu được ô tô từ 4 chỗ đến 7 chỗ nha. Dưới sàn thì em Dư ốp gạch chống chân vượt cho mình. Và bên đây á thì có trồng cây chịu cảnh cho mình nha quý anh chị. Rất là tươi mát luôn. Vậy đây quý anh chị mình có thể làm thêm mái che ra, ở mình che mưa che nắng nha. Bằng dựng rất là đẹp luôn. Thì bước vào phía bên trong nhà đây á, thì em Dư cũng trang bị cho mình thêm lớp cửa quý anh chị, cửa nhôm Sifa nè, đi chung với kính cường lực nha, lớp cửa bốn cánh luôn. Vậy cô chú anh chị mình có thể làm thêm bộ vàng ở mình tăng điện tư. Nhà mình á ngang 5, bước vào nhìn rất là thoáng quý anh chị, và thiết kế theo kiểu không gian mở nha. Khu vực phòng khách nó tiếp sẽ là khu vực nhà bếp nha, rất là rộng rãi và thoáng mát luôn. Ở đây sẽ là khoảng không gian phòng khách cho mình nha. Thì ở đây cũng như có tặng mình một bộ ghế sofa nha. Ở hai bên tường này thì có ốp PVC cho mình nha quý anh chị, giả đá giả gỗ cho mình nè, rất là sang trọng luôn. Phía trên thì giật hợp cho mình trần thành cao nha, đi với hệ thống đèn đồng đèn led luôn. Thì đây cô chú anh chị mình để thêm dàn tivi âm thanh nữa thôi. Ở nhà mình thì có giếng trời nha quý anh chị, ở giếng trời đây thì rất là sáng luôn, giếng trời không tầng cho mình. Ở phía dưới thì có một cái tiểu cảnh luôn, trồng cây nha. Đây cạnh bên sẽ là khu vực bếp của nhà mình. Thì khu vực bếp ở đây á thì quý anh chị mình thấy đó, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới nè. Tông màu nhìn rất là đẹp nha. Ở đây thì có tặng cho mình một bộ bàn ăn 6 ghế luôn. Căn nhà của mình ngày hôm nay là sổ hồng riêng quý anh chị, thì tài chính anh chị mình khoảng tầm 1 tỷ thôi nha là mình có thể mua được căn nhà này. Số còn lại thì em Dư sẽ hỗ trợ của chú chị mình góp nha. Phía trên đây á thì em Dư có làm cho mình thiết kế có một cái đèn chùm anh chị, điểm nhấn còn khoảng không gian phòng bếp luôn. Đây khu vực cầu thang lên tầng 1 của mình ơi. Nhà mình nè, tay mình sẽ bằng gỗ cho mình và đi chung với kính cường lực luôn. Cầu thang này thì có đèn led nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Rất là sáng nha. Dưới chân cầu thang ở đây á, thì em Dư có thiết kế cho mình thêm một cái kệ tủ rượu không quý anh chị. Ở đây cô chú anh chị mình có thể trưng rượu bia ở đây, rất là tuyệt vời. Và thiết kế sẽ có một căn phòng ngủ dưới tầng trệt nè, dành cho ông bà mình lớn tuổi nha. Ở căn phòng này rất là rộng luôn, để giường tủ quần áo rất là thoải mái nha. Đèn đốm CB mới lạnh đầy đủ hết cho mình. Cửa phòng mình đi cửa sắt nha quý anh chị, và đi chung với kính mờ luôn. Đây hành lang đi rất là rộng nha. Đây có cửa sổ thông thoáng luôn. Nhà mình á thì thiết kế sẽ có một không gian sân sau anh chị. Sân sau đây cô chú anh chị mình có thể phơi đồ nè. Ốp gạch sạch sẽ trồng cây cho mình và kèm vào toilet. Phía cuối nhà luôn, đầy đủ trang thiết bị nha. Căn nhà mình á thì em Dư xin nhắc lại diện tích là ngang 5, chiều dài là 21 m. Nhà của mình á thì được thiết kế là một trệt một lầu, gồm 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha. Vị trí là nằm ngay trục đường Đinh Đức Thiện của anh chị. Từ Đinh Đức Thiện của chú anh chị mình di chuyển vào tới chỗ khu nghiệp Cầu Tràm, chợ Trung Thành là tới nhà mình luôn. Giá full căn này thì có 2,5 tỷ nha quý anh chị. Sổ hồng riêng có hỗ trợ vay thì tài chính quý anh chị mình khoảng tầm 1 tỷ thôi nha là mình có thể mua căn nhà này. Thì trên màn hình em lại số điện thoại của em á, thì quý anh chị là mình xem được điểm này của em. Nếu mà thấy căn nhà này phù hợp với mình thì nhắn alo ngay cho em nha. Thì em như mà có chú chị mình tiếp tục thoại nào trên nè. Và tiếp đến đây sẽ là khoảng khu vực cầu thang mình di chuyển tới tầng 1 quý anh chị. Tay mình sẽ bằng gỗ cho mình nè và đi chung với kính cường lực luôn. Đây thì có đèn kiểu nha. Phía trên thì như thiết kế cho mình có giếng trời nha quý anh chị, rất là sáng luôn. Trên tầng 1 mình á thì sẽ có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh thì khép kín trong phòng ngủ mình luôn, và đặc biệt sẽ có một khoảng không gian dùng chung với anh chị rất là rộng luôn. Đây thì quý anh chị mình có thể thiết kế về có thể làm phòng ngủ cũng được, phòng vui chơi hoặc phòng đọc sách nha. Thiết kế mình để bộ ghế hay đó, bên này tivi hay nè, rất là tuyệt vời. Thì giờ nhưng mà có chúng chị mình tham quan căn phòng thứ nhất nè. Đây một căn phòng rất là rộng anh chị, dành cho những cặp vợ chồng nào mà mới cưới đó, ở phòng này rất là thoải mái luôn. Phía trên thì hệ thống trần là trần thạch cao anh chị, có cửa sổ thông thoáng luôn. Nhà vệ sinh thì khép kín trong phòng ngủ mình luôn nha, đầy đủ hết trang thiết bị cho mình. Em Dư ốp gạch cao ráo hết rồi, sạch sẽ luôn. Cửa phòng mình đi cửa sắt anh chị mà đi chung kính mờ luôn. Ở đây thì thiết kế bên đây thì sẽ có một khoảng trống đây nè, thì quý anh chị mình về có thể phơi đồ ở đây, và đặt máy giặt ở đây nha. Có ống cắm nước, ống cắm xả máy giặt luôn. Ở đây thì có cầu thang mình lên mái nhà nè, có thể kiểm tra bồn nước luôn nha. Rất là tuyệt vời. Một căn nhà rất là đẹp quý anh chị, rất là rộng rãi luôn, có giếng trời hai bên cho mình luôn nha.
Và tiếp đến đây sẽ là căn phòng của master của anh chị, một căn phòng rất là rộng luôn và có nhà vệ sinh khép kín trong phòng ngủ luôn nha. Ồ, rất là tuyệt vời. Ai một cái không gian ban công phía bên ngoài luôn anh chị. Ban công ở đây á thì em dự đổ suốt cho mình, ở tại mình sẽ bằng inox cho mình. Đó thì em xin nhắc lại căn nhà của mình ngày hôm nay với diện tích là ngang 5, chiều dài là 21 m. Nhà của mình thì được thiết kế là một trệt một lầu gồm 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Vị trí là nằm ngay trục đường Đinh Đức Thiện của anh chị, từ Đinh Đức Thiện của chú anh chị mình di chuyển vào tới chỗ khu nghiệp Cầu Tràm, chợ Trung Thành là tới nhà mình luôn. Căn nhà của mình giá tổng chỉ còn là 2,5 tỷ nha quý anh chị. Đó, giá này đã giảm so với thị trường trước rất là nhiều luôn. Đó thì căn này sổ không riêng thì quý anh chị mình tài chính khoảng tầm 1 tỷ thôi nha là mình có thể mua được căn nhà này. Số còn lại thì em sẽ hỗ trợ của chú anh chị mình góp nha. Trên hình em lại số điện thoại của em á thì quý anh chị mình quan tâm, yêu thích thì nhấn máy alo nha cho em. Thì cuối video thì em cũng xin chúc cô chú anh chị mình xem clip vui vẻ nè, thành công trong công việc và hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo ạ.